giống đang nghe giảng vậy đó nè. Lên trên đầu cho ai đó sau ngày ngày cái bài cái gì của nhóm tôi gọi rất là hay, hai bài nội dung là rất là gì gì nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy rất là nhiều gương mặt sinh viên mới. Bởi vậy có nghĩa là gì, có nghĩa là những cái mà chúng ta học là không có trong nội dung này, chúng ta không có trong bài thuyết trình, mà nếu mà chúng ta đưa vào trong bài thuyết trình thì nó sẽ thuyết phục hơn. Ví dụ như cái tổ chức đã bỏ hỏi là các em còn nhớ là thầy có chia sẻ với các bạn không, là cái từ mà học hỏi đấy là từ dân gian, còn cái từ chuyên môn đó gọi là tổ chức học tập. Và ví dụ như có một cái câu ở trong cái bài đấy là chúng ta xây dựng cái văn hóa là học tập lẫn nhau, và học hỏi lẫn nhau, thì cái đấy gọi là văn hóa học tập. Đấy các bạn anh ơi, đang có nhưng mà không có trình bày ra. Còn đánh giá hiệu quả của mình chương trình là cái này cái hiệu quả của cái đôi bắt chuyện là theo bên nhóm thì đang có một bản rất là tốt là năm rồi thì cái hoạt bao nhiêu vai hoặc là bao nhiêu người bao nhiêu rồi hoặc là bao nhiêu tập như thế nào là thì họ chứ không có tính chất cái gì thì cái đấy là phải xem cái vấn đề này. Còn cái công cụ suốt của nam cái nhóm rất là nhanh nha, tại vì cái đấy là cái công cụ mà bất kỳ một sinh viên về quản trị kinh doanh đều biết, và khi mà đi làm việc là chúng ta đều sử dụng công cụ này để mà là báo cáo nhưng mà công cụ là suốt này là tốc độ chiến lược không, tốc độ chiến lược không nha. Chính xác, có nghĩa là ở góc độ là tổng quát thôi thì SWOT này là có thể là phân tích ra đưa ra chiến lược, thì đúng là cái bài trình thuyết trình của mình là tập trung vào rất nhiều chiến lược, không phải chúng ta đưa ra rất nhiều chiến lược. Nhưng mà có một cái công cụ mà chúng ta đã học được trong bài của mình luôn là cái công cụ đánh giá sử dụng, là đánh giá organizations analysis, persons analysis and tasks analysis. Chúng ta có thể là phân tích ở ba, phân tích cái nhu cầu của bạn ở ba khía cạnh. Thứ nhất là ở góc độ là tổ chức, thứ hai là góc độ con người, và thứ ba là góc độ công nghiệp, đúng không? Thì chúng ta sẽ là xác định được nhu cầu, là chúng ta có được cái cụ thể và chi tiết nhu cầu của bạn công ty, chúng ta sẽ trả lời được ba câu hỏi. So với chiến lược công ty thì cái đảm bảo cái nhu cầu đảm bảo nó cần là cái gì, thì chúng ta có cái học ngay và chúng ta xác định được chiến lược ngay. Và khi mà đánh giá, khi mà phân tích nhu cầu đảm bảo thứ nhất thiết cạnh là con người, thì chúng ta sẽ tập trung vào năng lực đặt công ty là cái skill matrix. Thì thực tế đấy là ở trong chuyên môn gọi là competency framework hoặc là core competency. Năng lực không có là khung năng lực. Chúng ta là như thế, vẫn chưa được, công ty mình chưa có cái này. Vâng, có. Ok, bây giờ sẽ được lại thế này. Nó có được 3 cái rất là như thầy chia sẻ với là organization, person, task, không có skill mà chuyện, cho nên là cái task là quay cái tính là job, thì tôi nghĩ là một bộ phận cần cái skill thì cần cái skill thì phân tích lên cái task thì nó chẳng có khó, không có chưa khó, cho nên là nhóm ta cái
suy nghĩ cái này là suy đó nhé, như là cái là con trước quy trình của mình là xây dựng không có cơ sở này. Không phải có cơ sở mà được cái một năm thì là gì mà dần mới là hồi được là năm bảy bảy thì thôi là cái này thì nó sẽ chấp được quy trình đó, cái này là nó không phải là cái này quy trình là nó theo thầy biết đó là không được các cái hệ thống mà mô hình của công ty nhà nước hoặc là công ty Việt Nam đa số là nó không có định lượng mà nó không có dựa trên công hành tư duy đó của việc thật ra nhóm chọn cái bên đối với cái việc này nó là một cái gray area mà không có nhiều nên là đã cung cấp một góc nhìn mới để cắt bỏ cái thứ tư duy. Em rất good. Có một cái điểm tích nhỏ nữa là mình có một cái chương trình đào tạo nào chung không? Tại vì thấy có liệt kê nguyên một cái các cái hình thức đào tạo có thì có đấy có tập trung mà hay có phải tập trung là ví dụ đào tạo hai trường, đào tạo hai trường cũng cho cái người mà quản lý được cái sao đó. Có nghĩa là những việc để mà là họ cũng tập trung học luôn. Cái khóa đó không được bao nhiêu tháng? Rồi, cả nhóm kế tiếp. Yeah, so kỹ hai nè.